Chào mừng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 thì Hôm nay mình sẽ đi ăn một nhà hàng mà rất có tên tuổi ở Hà Nội Và xin chào mọi người, mình là Equid đây Eo thế cái hàng bánh tôm Hồ Tây này phải lâu lắm rồi mình không ăn lại Chắc cũng phải là từ hồi cấp 2 ý mọi người ạ à. Hồi đấy cứ phải được tầm 9-10 điểm thì ông bà ngoại mình sẽ cho mình đến đây ăn Không gian ở đây thì đậm chất hoài cổ, có view nhìn ra hồ Trúc Bạch mà cũng đông khách từ tất cả các nơi đổ về Kia bánh tôm thì tầm 100 cá một đĩa Như suất mình gọi thì sẽ là hai suất này Để mà nói vào bánh tôm ở đây thì mình thấy hôm nay ăn hơi bị ỉu tôm thì cũng nhỏ nhỏ không quá to đâu Bù lại là nước chấm ở đây pha ngon vừa vặn à, Quán này bán cả kiểu các món ăn như kiểu cơm bình dân ấy mọi người ạ Món nào cũng có từ đắt đến rẻ luôn Có cái món bò sốt nấm này mình thấy ăn ngon này thịt bò mềm Sốt nấm thì kiểu khá là vừa miệng Món này mình thấy chấm bánh mì thì ăn sẽ hợp này Quán còn đưa thêm một bát tương ớt để mình chấm ăn cùng Ngồi đây ăn được đúng cái view ngắm ra hồ rất là chiêu luôn Có món chim quay ở đây cũng làm rất là ngon Chim ăn rất là tươi xong rồi mềm mọng nước để chắc cốp thì mình còn gọi thêm cả đĩa cơm rang thập cẩm nữa. Quán này nổi bật nhất thì vẫn là món bánh tôm. Tuy nhiên là bữa này mình ăn hết tầm hơn một triệu đấy mọi người ạ. À. Cái thì cũng khá là chát nhưng mà đồ ăn thì mình thấy không xứng đáng lắm.